Xin chào các bạn, hôm nay Tâm giới thiệu với các bạn về giải pháp tổng đài AlphaVicon giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm 50% chi phí thoại hàng tháng. Mỗi một doanh nghiệp thì sẽ có một cái số điện thoại, một cái số hotline để đại diện cho doanh nghiệp. Và dù các bạn đang dùng cái số hotline đó của bất cứ một nhà mạng nào, thì các bạn đang phải trả cho cái nhà mạng đó trung bình là hơn 1.000 đồng một phút thoại. Và với giải pháp AlphaVicon thì chi phí thoại của các bạn sẽ giảm xuống 50%. AlphaVicon là một giải pháp tổng đài dựa trên nền tảng VoIP. Nếu như doanh nghiệp của các bạn đang dùng tổng đài analog thì hãy chuyển sang VoIP, vì tổng đài analog có rất nhiều những cái nhược điểm về chi phí, về công nghệ lạc hậu. Và nếu như doanh nghiệp của các bạn đang dùng tổng đài VoIP sẵn rồi thì không sao cả, cứ việc sử dụng sẵn nền tảng tổng đài hiện có đó và chỉ việc tích hợp thêm AlphaVicon để gọi ra với chi phí ưu đãi hơn. AlphaVicon là một dạng số hotline dùng bằng số di động, cụ thể là số di động của Mobifone. Việc sử dụng số Mobifone đem lại cho các bạn một cái giá cước rất là hấp dẫn và nó sẽ không có thay đổi gì về cách vận hành của cái tổng đài hiện có. Ngoài ra thì AlphaVicon nó còn linh động trong cái việc là các bạn có thể nghe gọi được trên nhiều loại thiết bị như là trên điện thoại bàn, trên laptop, trên máy tính bảng hoặc là trên điện thoại thông minh. Mặc dù nó là một số di động nhưng mà có thể nghe gọi được trên rất nhiều loại thiết bị như vậy. Và mặc dù nó là một số điện thoại di động nhưng không có một cái SIM vật lý nào tồn tại ở đây cả, mà nó là một dạng số ảo để chúng ta có thể tích hợp được vào các cái giải pháp phần mềm. Hiện nay các doanh nghiệp có thể đang quản lý thông tin về vận hành của công ty, về thông tin khách hàng của công ty mình trên các cái phần mềm như là CRM, ERP hoặc là POS, thì AlphaVicon cũng có thể tích hợp vào trong những cái phần mềm đó để mà tương tác với khách hàng. Trên thực tế đã có những doanh nghiệp khách hàng của VHT trước khi sử dụng giải pháp AlphaVicon họ phải tốn hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho chi phí thoại, và khi chuyển sang giải pháp này công ty họ đã cắt được hơn 50% chi phí. Với cái mức cước là 100 triệu đồng một tháng, mỗi tháng họ tiết kiệm được 50 triệu, như vậy có nghĩa là một năm họ tiết kiệm được tới 600 triệu, một con số không hề nhỏ. Chung quy lại, mỗi doanh nghiệp đều có số hotline của mình và mỗi một tháng các bạn đang phải trả một số tiền nhất định nào đó cho các nhà mạng. Nếu các bạn muốn cắt một nửa số tiền ở trên cái bill đó, hãy liên hệ đến công ty VHT để sử dụng giải pháp AlphaVicon ngay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những giải pháp của chúng tôi. Nếu có bất cứ những yêu cầu nào, vui lòng liên hệ theo thông tin ở bên dưới. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.